chào quý vị và các bạn nhé. Bên mình đang sản xuất mảnh trúc. Đây là một mẫu mảnh trúc bên mình đã cạo vỏ và ngâm sơn màu vàng nhé. Thợ mình đang là buộc dòng dọc đây này. Các bạn nhận hàng thì có đầy đủ phụ kiện dòng dọc dây kéo về nhà, chúng ta chỉ việc treo lên và sử dụng thôi. Có rất là nhiều kích thước ạ. Kích thước từ 1,5 m × 2 m, 2,2 m × 2 m, 2 m × 3 m cũng có. Và kích thước yêu cầu nhé, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0908 202 799 để được tư vấn.